hello xin chào tất cả các bạn cùng bà con cô bác gần xa ở khắp mọi nơi nha các bạn ơi hôm nay mình làm cái món này cho gia đình nè các bạn các bạn xem nè cái nồi ra ru đó các bạn đấy các bạn xem đó và mình cũng hy vọng được các bạn cùng bà con cô bác ở khắp mọi nơi theo mình vào nhà bếp xem mình làm cái món này nha cảm ơn các bạn cùng bà con cô bác nhiều lắm đây nè các bạn bây giờ mình trụng nó nè các bạn Bỏ hai con gà vô nồi nước sôi mình trụng sơ cái. Trụng sơ cho nó đi cái bọt. Cho nó ra bớt cái bọt, bớt cái cái chất cái mùi đó. đó. Rồi sau đó mình đổ ra mình rửa lại nữa các bạn. nhưng này các bạn, giờ mình trụng nước sôi xong mình đổ ra mình rửa sơ lại một cái nữa. Đấy, đổ ra rửa sơ cái rồi, rồi bắt đầu ướp, để bắt đầu nấu đấy Ướp xong rồi là rồi khoảng 30 phút sau rồi mình có thể nấu được đây này các bạn nhìn nè các bạn giờ rửa xong rồi nè sạch sẽ rồi nè đó hai con gà cắt nhỏ ra được nhiêu đây nè giờ chuẩn bị mình nấu nha các bạn chuẩn bị ướp chứ chuẩn bị ướp xong rồi mới nấu các bạn mọi thứ mình đã ướp vào đây hết rồi nè các bạn đó bây giờ nó ra cái màu như thế này nè có thể mình để khoảng 15 20 phút sau là có thể mình tiến hành mình nấu được rồi đó đó các nguyên liệu cho nồi đây ru đó đã ướp hết trong đây và hy vọng các bạn theo dõi tiếp cho đến khi thành phẩm nha các bạn ơi các bạn xem cái này nè các bạn cái này là từ củ khoai mì đó các bạn mình mài ra đấy mài xong rồi đem đi vắt cho gáo nước đấy thật sự là cả một công trình các bạn mài trần thân luôn lâu rồi đó giờ đâu có từng mài đâu mài cứ khó lắm đó, đó rồi xong rồi đem đi ướp nữa các bạn trộn một ít bột nghệ rồi bột cà ri vô mấy cái bột này thì mà mua từ chợ việt nam đó các bạn nhưng mà nhập từ malaysia chứ không phải là của việt nam đây nè chiên các bạn đem đi bò viên rồi đem đi chiên lần trước đó, làm cái viên tròn tròn nó mấy nhỏ nó ăn nó gấp nó, nó, nó khó gấp quá lần này làm cho nó dài dài một tí nó còn cái đen đen bên đây là củ khoai lang đấy các bạn khoai lang tím á cũng đem chiên luôn chiên cho nó chín nó cứng cứng ra, đó khi nấu nó không có bị gã đó và đây là các bạn nấu gần xong rồi nè các bạn xem nè đó nồi là ra ru đó các bạn nhưng mà các bạn nhìn xem đó nó giống cà ri luôn đó nó không còn là ru nữa mà hình như là nó chuyển sang nồi cà ri rồi các bạn nhưng mà thật sự nó là nồi lá ru đó nấu cái này đặc biệt lắm đó các bạn nấu bằng nước dừa không đó ngon lắm đó. hai con gà trong đó đó mà là gà dai chứ không phải gà công nghiệp đó và hy vọng là mấy nhỏ nó thích nó cái này là ăn bánh mì các bạn ăn với bánh mì hoặc là bún cũng được nếu mà bún cũng được đấy các bạn xem nè đó đó các bạn nồi ra ru của mình đó giờ nó chuyển sang nồi cà ri luôn rồi các bạn xem đấy nhưng thật sự là ngon đấy các bạn chứ không phải là không ngon đâu nó và các bạn ơi mình nấu cái này là mình chỉ mọi thứ mình chỉ nhắm chừng các thứ theo kinh nghiệm của mình thôi nha các bạn chứ thật ra không có công thức gì nha các bạn và cũng là chia sẻ kinh nghiệm của mình mỗi lần vào nhà bếp đó cũng như mình thường nói đó cuộc sống ở mỹ đó các bạn mỗi ai rảnh thì cứ vào nhà bếp thôi từ lớn cho tới nhỏ mấy nhỏ cũng vậy khi nó rảnh thì nó cũng vào nó làm nó tự nó ăn và khi mình về sớm thì mình rảnh thì mình cũng làm món này món nọ đôi lúc á, làm thì nhỏ nó thích nó ăn được nhưng đôi lúc nó làm nó ăn không được nó cha tự giải quyết đi và hôm nay thì cái nồi cà ri này thì mình cũng hy vọng là nó ăn được cái nồi la ru các bạn chứ không phải cà ri đó là cũng hy vọng là tụi nó ăn được chứ nó mà không ăn được nó cha tự giải quyết cái nồi này thì thôi bó tay luôn nó các bạn nhìn nó ngon lắm đó các bạn Ăn với bánh mì và ăn với bún nữa mẹ thì thích ăn với bún Còn mấy nhỏ thì nó ăn với bánh mì Thôi và mình muốn nói lời tạm biệt ở nơi đây nha các bạn Kính chúc tất cả các bạn cùng bà con mình có những ngày tháng thật sự lan là lành và hạnh phúc nha các bạn Xin chào tạm biệt các bạn nha